Nhân anh cha và con và thanh thần. Ngày thứ ba lạy mẹ hằng cư dương, thật con luôn nhìn xem chân dung mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung mẹ thì như nghe lời kêu lao cao trao phẩm chức cao trong mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khác thước rất hiền vinh, mẹ là mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy tầng lãnh trên thần Gabriel là đấng thần Thiên Chúa. Xin chào mẹ đầy ơn phước. Thấy tầng lãnh thiên thần Michael làm cho con nhớ mẹ là đấng thông quan các đạo binh thiên quốc. Thấy mẹ đang nắm lấy tay vua cả tên hết các vua trong tay mẹ. Các từ ấy cho con hay, mẹ là bà có phước là hơn mọi người nữ. Mẹ là của quý hoa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thỏ tao vô song, đã nên xứng đáng làm mẹ ngôi hai ra đời. Mẹ là đấng trang vương tỷ tích, là đấng tinh tuyển chi thanh, là công quốc tuyên chiếu của đấng chi tôn đã tạo dựng, là vực sâu chưa đầy sự trọn lành. Mẹ là nữ vương trên trời dưới đất, ai mẹ rất đáng người khen. Con vui mừng và tung hô thanh đức và các sư vinh hiền mẹ. Mẹ cao sang khôn vi đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trong mẹ hơn nữa. Vì Chúa đã dựng nên mẹ rất thanh và rất cao quyền phép đôi ấy, chẳng qua là để cho mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các con riêng Chúa ban cho mẹ, chẳng qua là mừng vì nhờ đó mà mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Này mẹ khôn sanh, xin nhờ quyền phép cao cả mẹ ban cho con được con xin cùng mẹ bây giờ. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến cha cả sáng, lấy cha thì đến, đi cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đời ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Tôi đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy thân nữ đồng tính Maria là mẹ rất nhân từ, xin nay nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời, nhân vì sự ấy con lấy lòng trong cây than vang. Thế nên thăm mình vui dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng tình trên hết các kẻ đồng tình. Nhìn Đức Mẹ gọi đến con là kẻ tội lỗi. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin cho bỏ lời con kêu xin một chủ lòng thương và nhận lời con cùng am. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa mẹ chúng con biết cây trong ai, đời chúng con gian nan khổ sức. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vừa sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sống sung sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.